Ngày 15 tháng 11, trên mạng xã hội lan truyền thông tin kèm clip với nội dung hai thanh niên bắt cóc trẻ em được một tài khoản đăng tải, khiến nhiều người hoang mang. Theo đó, khoảng 19 giờ ngày 13 tháng 11, bé trai 5 tuổi ở với gia đình tại hẻm 334 đường Chiến Lược, bỗng nhiên đi đâu không rõ. Gia đình tá hỏa chạy tìm khắp nơi. Sau khoảng 1 giờ tìm kiếm không có kết quả nên báo cho cơ quan chức năng, sau đó bé trai đã được mọi người tìm thấy. Nhận tin báo, Công an phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã cử cán bộ xuống nắm tình hình. Theo đó, bé trai sống với cha mẹ và bà nội. Tối ngày 13 tháng 11, bé trai ở tầng trệt và chạy qua nhà người dì gần đó chơi, trong khi ba mẹ và bà nội không hay biết. Phát hiện bé trai đã đi đâu không rõ, thì gia đình hô quán hàng xóm cùng tìm. Lúc này bé trai được người dì chở đi mua bánh, và ai đó đã quay một đoạn clip rồi đăng tải lên mạng xã hội với nội dung bắt cóc trẻ em. Đến khi công an xuống nắm tình hình, thì người dì chở bé trai đi về đến.